Công an ập tới nhà Lê Dương Bảo Lâm phát hiện điều kinh khủng, Quỳnh Quỳnh khóc hết nước mắt. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Quỳnh Quỳnh, vợ của Lê Dương Bảo Lâm bị cơ quan chức năng xử phạt. Thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai đã vừa ra quyết định xử phạt đối với cửa hàng Quỳnh Quỳnh tại địa chỉ số 13, khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành về việc kinh doanh hàng hóa không nhãn phụ và giả mạo nhãn hiệu Chanel và Gucci. Đây là hai nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Cụ thể, cửa hàng do bà Tại Thị Quỳnh Anh là người đại diện và kinh doanh hơn 10.300 sản phẩm mỹ phẩm các loại, là hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 60,5 triệu đồng. Cơ quan này còn phát hiện ra cửa hàng Quỳnh Quỳnh đang bán 1.118 chai dầu thơm có giá trị 29,5 triệu đồng, là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Chanel và Gucci tại địa chỉ Facebook Quỳnh Quỳnh. Như vậy, mỗi chai nhập chỉ khoảng 26 đến 30 nghìn đồng, khi bán ra sẽ lãi gấp 5 lần đến 10 lần. Như vậy đủ biết việc kinh doanh này đem lại lợi nhuận cao tới mức nào. Theo như tìm hiểu, đây là trang cá nhân của vợ nghệ sĩ hài Lê Dương Bảo Lâm. Nam danh hài này cũng thường xuyên live stream phát trực tiếp trên Facebook để bán hàng cùng với vợ. Với các hành vi vi phạm như trên, Cục Quản lý Thị trường Đồng Nai đưa ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong vòng 2 tháng đối với hành vi bán hàng hóa vi phạm giả mạo nhãn hiệu. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu bà Quỳnh Quỳnh tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên. Thông tin này đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ phía của cư dân mạng. Đa số bình luận đều bày tỏ thái độ phẫn nộ, chỉ trích hành động kinh doanh trái pháp luật của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm. Trước làn sóng phản đối dữ dội của cư dân mạng, hiện tại Quỳnh Quỳnh đã khóa fanpage, còn Lê Dương Bảo Lâm đã đóng phần bình luận trên fanpage của mình do có quá nhiều netizen tràn vào chỉ trích. Có lẽ sau vụ việc của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm cùng với nhiều người bán hàng online sẽ phải dè chừng, vì nếu như tiếp tục bán hàng giả, hàng nhái, sớm muộn cũng sẽ bị chính quyền xử lý nghiêm minh. Lê Dương Bảo Lâm được biết đến là một đại gia ngầm của showbiz Việt khi sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Mới đây, nhân viên của Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ công khai về hình ảnh sổ đỏ của anh kèm theo chủ tích. Thôi, đi tìm vợ cưới thôi. Tổng số là 7 miếng đất trên tay, ngay lập tức nam diễn viên hài xuất hiện và giàn mặt. Mày đem sổ đỏ vô cho tao rồi nhận lương về quê nha thằng Phong. Ai cũng đoán rằng nam danh hài sở hữu một số bất động sản vô cùng lớn. Thời gian trước, nam diễn viên hài đã từng gây choáng khi chia sẻ về căn biệt thự hoành tráng tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bạn bè trong showbiz của Lê Dương Bảo Lâm cũng phải choáng ngợp vì độ xa hoa, lộng lẫy của dàn nội thất bên trong. Sau ngôi vị quán quân Cười Xuyên Việt 2015, Lê Dương Bảo Lâm ngoài vai trò diễn viên hài còn được khán giả chú ý với nghề tay trái và danh xưng Thánh Livestream. Nam diễn viên cũng vướng không ít thị phi do phát ngôn hay là nghi ngờ giới tính. Tuy nhiên ít ai biết rằng phía sau Bảo Lâm luôn có một người vợ ủng hộ, hỗ trợ anh trong cuộc sống. Anh và Quỳnh Quỳnh kết hôn vào tháng 4 năm 2017, hiện tại cuộc sống và sự nghiệp của Lê Dương Bảo Lâm phất lên như diều gặp gió. Hai vợ chồng nhanh chóng đón con gái đầu lòng tên là Bảo Nhi và vừa đón thêm một nhóc tí nữa chào đời tên là Bảo Ngọc. Lê Dương Bảo Lâm đã từng tiết lộ về quá khứ nghèo khó mặc cảm của mình. Ngày xưa năm em 20 tuổi, gia đình em nghèo lắm. Mẹ em làm công nhân, cha em làm ruộng, không bằng bạn bằng bè. Em buồn và mặc cảm. Cái tự nhiên quy hoạch dính ngay đất nhà em, người ta đền nhà đất chỉ vỏn vẹn 10 tỷ đồng. Là nhà em ní ní nừng liền. Mẹ em mua cho em cái xe rồi ăn chơi đua đòi, em đi phá làng, phá xóm. Lấy xe chạy vòng vòng, nẹt pô, cột bong bóng lên xe. Cái cua Quỳnh Quỳnh. Cỡ này, hồi đó dưới quê, Quỳnh nào mà chịu nổi. Lê Dương Bảo Lâm ngày càng khiến cho nhiều người ngưỡng mộ bởi vì có một cơ ngơi khủng khiếp tại quê nhà và Sài Gòn. Cách đây không lâu, Lê Dương Bảo Lâm đã từng thẳng thắn và cho biết việc kinh tế gia đình phất lên không đến từ việc làm nghệ thuật mà đa số nhờ nhận livestream trên trang Facebook cá nhân của anh. Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, Lê Dương Bảo Lâm thu nhập khoảng 3 tỷ đồng trong một tháng nhờ công việc livestream giới thiệu sản phẩm. Thậm chí có tháng doanh thu của anh còn khủng hơn nữa khi nhận nhiều hợp đồng quảng cáo. Đầu năm 2019, cư dân mạng đã xôn xao khi phát hiện ra bảng giá được cho là mức cắt xê mà đối tác phải chi trả khi ký hợp đồng mới Lê Dương Bảo Lâm livestream quảng cáo. Theo bảng giá, việc đăng tải status, chia sẻ, livestream đều có giá hàng chục triệu đồng. Nếu là hợp đồng 1 năm thì mức cắt xê là hơn 500 triệu đồng. Lê Dương Bảo Lâm tâm sự, sau khi đăng quang ngôi vị quán quân cao nhất tại Cười Xuyên Việt mùa đầu tiên, anh đã nhận sâu đều đặn. Tuy nhiên những gương mặt trẻ ngày càng đông và các báo đài có nhiều sự lựa chọn, các nhân tố mới, chính vì thế nên mức cát xê không cao. Ngay cả diễn viên có thâm niên trong làng giải trí cũng rơi vào tình trạng làm nghề cầm cự. May mắn sở hữu Facebook cá nhân có hơn 700.000 người theo dõi và có năng khiếu ăn nói, Lê Dương Bảo Lâm được mời đăng tải status và livestream bán hàng. Lê Dương Bảo Lâm cho biết, thời điểm đầu khi nhận livestream anh khá lo ngại, khi một nghệ sĩ nổi tiếng cần phải kiếm sống bằng công việc làm thêm trên mạng xã hội sẽ gặp nhiều tranh cãi.
Song sau đó, nhận được sự động viên từ gia đình, đồng nghiệp, anh đã thoải mái thực hiện công việc này. Công việc nào cũng có mặt trái chứ không hề đơn giản. Thời điểm những mặt hàng nhái kém chất lượng tràn lan thì cá nhân mình phải kiểm chứng trước khi quảng bá. Lâm không làm mọi thứ vô tội vạ vì tiền mà phải quan tâm đến sức khỏe của mọi người. Khi có lời mời hợp tác, Lâm và bà xã đến tận địa điểm sản xuất xem có đảm bảo yếu tố về mặt vệ sinh, sau đó là chất lượng thì mới nhận lời. Ngoài ra có những mặt hàng hai vợ chồng trải nghiệm xem hiệu quả ra sao trước khi quảng bá trên trang cá nhân của mình, anh chia sẻ. Lê Dương bảo Lâm cho hay, ngoài việc kiểm tra chất lượng, khéo ăn, khéo nói, hình ảnh mới, thú vị, liên tục, anh đều quan tâm. Vì thế nhiều lần nam diễn viên đã khoe sáu múi giả gái, cải trang trước mặt vợ con. Ban đầu mình giả gái vì vợ mình hơi hoang mang, nhưng rồi cũng hiểu cho tính chất công việc của mình nên cũng dần quen. Từ đó Lâm và vợ hàng ngày ngồi lại, lên ý tưởng làm sao cho từng phần livestream thu hút được khán giả, chứ không đơn thuần là ăn mặc bình thường, bật máy quay và nói như một cái máy lập trình sẵn. Lâm đã tiếp xúc với rất nhiều khách hàng nữ là chủ doanh nghiệp, xinh đẹp và tài năng. May mắn là bà xã không ghen tuông, thấu hiểu cho chồng, nên hiện tại không khí gia đình rất trọn vẹn. Anh bộc bạch. Vợ của Lê Dương Bảo Lâm tên thật là Tạ Thị Quỳnh Anh, sinh năm 1992. Cô đã từng theo học tại trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Dù sở hữu một nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật, nhưng sau khi kết hôn, Quỳnh Anh lui về chăm lo cho tổ ấm, không theo đuổi con đường nghệ thuật. Quỳnh Anh còn chính là trợ lý của chồng, kiêm luôn lái xe. Ở tuổi 29, bà mẹ một con được nhận xét là trẻ hơn so với tuổi. Nhiều lần livestream bán hàng, trò chuyện với khách, cô cũng được cho rằng rất nhã nhặn và không chanh chua như Lê Dương Bảo Lâm. Sau những thị phi và chỉ trích từ phía cộng đồng mạng liên quan đến công việc của mình, thậm chí là không ít lần nam diễn viên bị tố quảng cáo cho nhãn hàng kém chất lượng, đáp trả cực gắt với những bình luận không hay về mình, Lê Dương Bảo Lâm lại trở về là người cha, người chồng của gia đình nhỏ. Anh cũng từng chia sẻ, mình kiếm tiền chân chính để lo cho gia đình nên luôn bỏ ngoài tai những scandal bùa vây. Hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm sống cùng với Quỳnh Anh và con gái tại một căn biệt thự quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có diện tích rộng hơn 100m², gồm một tầng trệt, hai tầng lầu và một sân thượng. Giá trị của căn nhà này rơi vào khoảng 7 tỷ đồng. Vừa qua, diễn viên hài Nam Thư đã đến thăm nhà Lê Dương Bảo Lâm và cô choáng ngợp trước cơ ngơi lộng lẫy của đồng nghiệp. Ngoài ra, nhiều bạn bè là sao hạng A cũng từng thổ lộ khâm phục vì sự chăm chỉ và tài kiếm tiền nhờ ăn nói hoạt ngôn của Lê Dương Bảo Lâm. Mới đây, Khả Như tiết lộ nhiều điểm thú vị về đám cưới của Lê Dương Bảo Lâm. Cô cho biết Lê Dương Bảo Lâm kết thúc hôn lễ bỏ mặc vợ để đi đếm tiền mừng. Đếm tiền mà khóc luôn vì chẳng biết bao giờ mới trả lại được. Khi Lê Dương Bảo Lâm đám cưới, bao xe xuống, mạnh ai có nhiêu tiền là mừng cho Lê Dương Bảo Lâm. Cuối cùng, lời 1,9 tỷ đồng sau luôn tới giờ, Khả Như nói. Bên cạnh đó, cô cũng hài hước kể về cảm giác ngạc nhiên của mình khi thấy tạo hình của Lê Dương Bảo Lâm. Hai vợ chồng bước xuống đám cưới nhìn hết hồn, em cứ tưởng là tâm cá ngoại chuyện. Nữ diễn viên chia sẻ.